Hello các bạn, chị sẽ start lớp luôn nhé. Thì hôm nay là buổi đầu tiên mình học về manual testing. Thì testing đó rất là quan trọng trong cái phần trong cái việc mà phát triển một cái phần mềm. Tỷ lệ mà người ta tuyển tester, ví dụ như là một cái team đó là 3 developer thì sẽ có một tester. Ví dụ team đó 6 người thì hai tester hoặc là ba tester sẽ kiểm tra cái việc mà developer làm ra. Thì thường á, test thì có nhiều loại. Thì để chị sẽ đi sơ qua như thế này ha. Như thế nào gọi là tester? Career path của tester là gì? Để chị coi là có ai vô. Ở đây chị sẽ đưa ra cho bốn khái niệm, đó là QA. QA tức là Quality Assurance. Thì ở trong một số công ty lớn á, nó có quy trình á, thì mới có QA này. Còn ví dụ như một số công ty mà nhỏ nhỏ thì QA với QC là nhập chung luôn. Thì chị sẽ verify cái QA clear ra cho mọi người hiểu ha. Thì QA dịch sang tiếng Việt đó là đảm bảo chất lượng. Tức là cái đội ngũ này á, sẽ đề xuất và đưa ra các quy trình. Và chị sẽ đưa sơ sơ qua các cái khái niệm của từng loại vai trò của từng người á. Xong rồi sau đó là mình sẽ là những cái người nào, và sau đó là mình sẽ học những cái gì để đáp ứng những yêu cầu công việc của mình. Cho nên chị sẽ sơ sơ lược qua cái career path của tester. Thì đầu tiên á, là giới thiệu sơ qua là QA. QA thì họ sẽ đề xuất và họ đưa ra quy trình phù hợp với từng dự án. Ví dụ như thế này, dự án mà apply vModel hoặc là Agile là mà chị có giới thiệu bữa trước về bên BA rồi. Thì đối với những dự án mà apply vModel thì họ sẽ có những cái quy trình phù hợp với cái việc phát triển của phần mềm đó. Còn Agile thì sẽ có quy trình, ví dụ như đầu tiên là gì, bước thứ hai là gì, áp dụng chung cho tất cả những người ở trong dự án đó follow theo. Đồng thời họ sẽ đưa ra các cái tài liệu hướng dẫn để đảm bảo chất lượng cho tất cả các bộ phận, các nhóm phát triển mà để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm đó. Rồi, nếu như mà họ nếu như mà những cái nhóm này mà không tuân thủ họ thì họ sẽ kiểm tra nhắc nhở, đồng thời điều chỉnh để quy trình để cho phù hợp với từng sản phẩm, từng team. Lấy ví dụ nha, QA này á là họ không có kiểm tra sản phẩm có lỗi có bug gì không, họ chỉ đưa ra quy trình mình phải tuân theo. Ví dụ như là ở bên sysshop đi ha, họ sẽ FPT em chị nhầm, FPT shop nha, FPT shop software á, thì công ty rất là lớn, họ như có quy trình chuẩn CMMI chẳng hạn. Thì đối với những cái phần mềm mà chuẩn như quy trình đó thì QA của Sysop sẽ đưa ra những cái tài liệu để hướng dẫn. Ví dụ như là trong quá trình phát triển sản phẩm thì phải đảm bảo đủ cái tài liệu cho BA, phải đảm bảo đủ tài liệu cho developer làm, hoặc là phải đảm bảo đủ tài liệu cho QA, cho QC, hoặc là mình sẽ, đối với developer thì họ sẽ đưa code trên môi trường ABC gì đó, tester cũng sẽ test trên môi trường đó để đảm bảo chất lượng, giống như là cái quy trình để làm cái phần mềm đó. Đồng thời QA ha, Quality Assurance cũng phải kiểm tra nhắc nhở xem là đủ tài liệu chưa, có thiếu sót gì không, developer tester có quên cái gì không thì họ nhắc nhở. Thì thường á là QA này á chỉ có một cái công ty luôn, chỉ có vài người thôi, không nhiều ha. Tại vì khi mà họ đưa ra quy trình, họ đưa ra quy trình ha, đưa đầu tiên đưa quy trình thì cái nhóm tester mình sẽ phải follow theo quy trình đó thôi. Rồi
Họ kiểm tra, họ nhắc nhở, nhìn sơ qua, thấy không đủ tài liệu nhắc, thấy không đưa code trên môi trường nhắc, thấy không không có cộng tác với khách hàng, không đưa đủ tài liệu cho khách hàng nhắc, vậy thôi, không theo dõi sát sao cái quy trình mà kiểm tra phần mềm. Thì kiểm tra phần mềm đó chính là QC, Quality Control, là kiểm soát chất lượng ha. Thì ở đây chị sẽ dạy mà cho mọi người là focus trên quality control, tức là kiểm soát chất lượng. Những người này sẽ là những người thấu hiểu sản phẩm, biết rõ chức năng và có kiến thức về IT để mình kiểm tra lỗi. Tại sao phải cần có kiến thức về IT? Cái thứ nhất như là đối với QC á, mình phải tìm hiểu cái hệ thống nó làm về cái gì, ngân hàng, dầu mỏ, dầu khí, kế toán, hay là một cái trang e-learning chẳng hạn, trang kiểu mình support cho người ta học online, tương tác online á. Mình tìm hiểu về hệ thống, sau đó mình phải phân tích cái tài liệu mô tả á. Thường sẽ có tài liệu mô tả từ khách hàng hoặc là từ BA. Đối với những cái công ty mà nó bề thế lớn lớn một chút sẽ có BA viết viết rõ cho mình cái tài liệu mô tả. Trong trường hợp này thì sẽ có những chức năng gì. Nhưng đối với những cái công ty mà nó outsource nhỏ nhỏ em mà thì product manager sẽ tương tác với khách hàng. Xong cái gửi qua gửi lại trao đổi mail, cái đưa mình một cục cái mail đó, mình phải đọc. Mình đọc xong mình mới mới biết là ông khách hàng muốn cái gì, xong mình nốt lại ha. Mình nói lại rồi cái mình đưa cho developer, hoặc là developer nó cũng hiểu ha, nó cũng hiểu từ cái tài liệu từ ông product manager. Không có BA đối với một một số mà cái công ty nhỏ nhỏ thì không có BA. Thì lúc đó tester cũng gần như đóng vai trò BA, nhưng mà cái nghiệp vụ của mình nó không có đủ như BA thôi. Mình cũng phải hiểu cái requirement của khách hàng, mình cũng phải viết nốt lại mô tả cái chức năng login này nó làm gì, chức năng knock out này nó làm gì, từ chức năng nó mô tả lại cái yêu cầu của khách hàng, nhưng mà không có đầy đủ như BA thôi. Cho nên là nếu mà các em học cái khóa BA á, mà join vô những cái dự án mà nó không có BA á, thường outsource á, thì người ta sẽ cắt bớt cái BA để cho tiết kiệm tiền chẳng hạn. Tại vì outsource mà mình tính với khách hàng á, là tao có ông product manager, BA, tester, developer vậy đó, nhưng mà mình cắt cái BA ra đi thì mình sẽ lời được một khoản đó chẳng hạn. Thì đối lúc đó thì QC của mình á, nó cũng đóng một phần như BA, cũng phân tích tài liệu đồ mô tả, phân tích yêu cầu từ khách hàng. Sau đó mình sẽ thiết kế test case, để test, hoặc là test script nếu có automation. Mình lên kế hoạch test, ví dụ như là kế hoạch test có test plan, hoặc là requirement traceability matrix, tức là mình sẽ quản lý cái requirement của mình á, tức là requirement của mình là chức năng này có những yêu cầu này, có những test case này, pass hay là fail những test case này. Sau đó mình sẽ thực, đó là giống như mình cover lại, mình kiểm soát cái công việc của mình, rồi mình thực hiện test, mình tìm lỗi và mình báo cáo, mình đánh giá, ví dụ như là báo cáo tôi tìm bao nhiêu lỗi, đánh giá hệ thống đó như thế nào. Ok chưa? Rồi đó là công việc của QC, là quality control. Quality control là cái công việc mà nó đào sâu, tìm lỗi, test trên sản phẩm, còn QA không có, QA họ chỉ quản lý cái quy trình ở bên trên thôi. Đó là mình phải follow đúng cái đường đi này, không không được sai, không được muốn làm gì làm. Trong trong khi mà làm việc với team, làm việc với công ty, mình phải follow theo cái rule của công ty, chứ không được muốn làm gì làm, đó chính là nhiệm vụ của QA. Rồi, thì đó là nhiệm vụ của QC. Trong QC nó chia làm hai phần, đó là manual testing và automation testing. Manual testing làm gì? Tức là em phải viết test plan. Lát chị sẽ đi rõ test plan là làm gì ha. Em viết test case, test
À, không có test drip ha. Em thực hiện những cái test case đó đó bằng tay, chạy bằng tay từng 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 step đó bằng tay, tìm lỗi, báo cáo lỗi, quản lý requirement, tức là quản lý requirement traceability matrix nãy chị có đề cập tới đó, là một cái matrix mà nó cover tất cả những cái function rồi tỷ lệ phần trăm thực thi bất lỗi rồi đó. Là sẽ có một phần học về cái điều đó. Quản lý defect ở đây là bug đó, là lỗi đó. Thường thì sẽ có những cái khái niệm là bug bug là giống như cái con bọ đó mình hay nói với nhau, hoặc là issues là một cái vấn đề, nhưng mà từ đúng của nó chính là defect nha. Defect là thiếu sót, tức là khi mình viết đó, mình report defect. Có những từ mình nói với nhau, ta tìm ra bug rồi, có cái issue này nè, qua giúp ta với. Nhưng mà khi mình viết report chính thức đó, thì mình gọi nó là defect nhé. Defect nhiều 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 thì mình thêm s vô. Rồi automation làm gì? Automation làm đó, là nó giúp cho mình, chỉ lấy ví dụ nha, ngày hôm nay mình test chức năng login, ngày mai mình test chức năng 1, 2, 3, đúng không? Thì ngày thứ hai á mình phải test lại login và mình test 1, 2, 3 thử login nó có work không. Ngày hôm sau mình test login 1, 2, 3 thêm 4, 5, 6. Cứ ngày tiếp theo mình phải test lại từ đầu. Nhưng mà nếu mà dự án mình quá nhiều, quá lâu dài thì không lẽ ngày nào mình vô mình test login 1, 2, 3, 4, 5, 6 hết thời gian không có test được chức năng mới, mà sản phẩm công ty á luôn luôn ra chức năng mới để mình test, mà mình phải make sure chức năng cũ nó phải hoạt động. Em không test thì sẽ không bao giờ biết nó hoạt động, phải test lại, bắt buộc phải test lại. Quá trình test đi test lại như vậy gọi là regression test. Thì lúc đó automation giúp cho chúng ta là có quá nhiều thứ để test. Mình ví dụ như login em automation thì lúc đó em bấm cho nó chạy, em test 1, 2, 3. Sau khi em làm test xong 1, 2, 3 thấy nó ok rồi, em develop with test script cho nó để nó chạy 1, 2, 3, thì cứ bấm bấm một phát nó chạy 1, 2, 3 với login. Mình ngồi ở đây, tức là nó chạy song song hay nó chạy ở một cái cửa sổ khác mình không care. Mình mở cửa sổ khác mình test 4, 5, 6. Rồi, đối với những dự án mà lớn mà lâu dài á thì mình sẽ automation test nó rất là good. Một ngày em không thể chạy 200 test case, em chỉ chạy vài chục test case thôi. Nhưng mà em cần phải chạy 200 test case để đảm bảo chức năng cũ nó hoạt động. Chức năng cũ nó hoạt động thì chúng ta mới test được chức năng mới. Cái ngày chừng 20 test case, ngày bắt buộc em chạy 20 test case ha. Một test case á, mới á, mình chạy lâu lắm, mình ngồi mình phải dò, mình phải phân tích, mình phải coi ngó là nó lỗi chỗ nào. Mà một ngày hôm em làm chừng 10 ngày em phải cover 200 test case mà em chạy manual là không nổi, không không hề nổi. Cho nên là đó là một phần làm sao mà dự công ty nó hơi lớn lớn, dự án làm product hoặc là outsource mà hơi dài hơi một xíu chừng 1 năm trở lên á, là nó bắt buộc phải tester phải biết automation. Chứ bây giờ em vô em ngồi em chạy 200 test case, ngày nào em cũng phải chạy 200 test case bắt buộc nha. Tại vì mình là đảm bảo chất lượng. Cho nên là, mà chưa kể là phải test API nè, phải test web UI nè, phải test từng function mới tùm lum hết. Cho nên là sẽ là một điểm rất là có lợi nếu như tester biết automation. Rồi. Đó. Cho nên là hiện hiện giờ là manual cũng được. Manual cũng được thì em vô dự án đó cho bác test manual. Có manual mà có tester, có automation nha, tại vì em phải viết test case, từ test case đó em bê nguyên suy lên automation luôn. Tức là để được qua automation bắt buộc em phải biết manual trước. Thì nếu như mà em không biết automation thì họ tuyển một người khác họ vô, họ chỉ ngồi code cái những tester, những cái test case nào mà em đã đi qua thì sẽ phải phải mướn hai người, đúng không, trả tiền hai người. Thì sao mình không học luôn automation, biết automation thì nhiều khi lương của mình nó gần double chẳng hạn. Rồi đó là công việc của QC nha. Manual testing và automation testing là công việc của QC luôn. QC
Đó là cái phần mà chị muốn dạy hôm nay. Rồi, và cái bài đầu cái khóa đầu tiên của chị dạy cho mọi người chính là manual testing. Nếu mà em đi apply một cái vị trí nào mà em nói em vô automation testing thì họ cũng nhận, nhưng mà họ bắt em là bắt buộc phải manual trước mới qua automation. Còn nếu em chỉ biết manual thôi thì lương ít hơn một tí. Còn muốn apply vô automation là bắt buộc phải biết manual testing. Rồi cái khóa manual của chị là dạy sẽ bao gồm những gì? Thì đầu tiên là software testing overview là hôm nay. Hôm nay ha, chị nãy giờ nói là về tester rồi. Tester. Rồi cái bài thứ hai á sẽ phân tích requirement. Tại vì bây giờ QC có BA hay không có BA họ cũng phải phân tích requirement lại. Nếu mà có BA thì họ viết ra thì mình sẽ ngồi đọc requirement lại. Nhiều khi những QC mà có kinh nghiệm thì họ sẽ nhìn trên cái requirement của BA á, họ có thể phát hiện lỗi trên đó luôn, phát hiện lỗi từ lúc requirement luôn. Cho nên mọi người có thấy ở trong V model mà lúc mà chị dạy bên BA á thì ở trong đó có một phần gọi là testing requirement. Test requirement chứ không phải là chờ code mà mở test. Cái thứ hai là requirement traceability metric. Thì cái này là một kỹ thuật để cho mình quản lý cái công việc của mình. Tại vì em nghĩ thôi, một cái dự án mà em có hàng 100 requirement ha. 100 function đi ha, 100 function. 100 function đó đối với BA họ viết một cái function có 10 dòng acceptance criteria. Tức là như thế này, tức là đối với login á thì username với password là required, đúng không? Username, password với required tức là đỏ đỏ. Còn ví dụ như checklist hay cái gì đó là optional. Chẳng hạn vậy. Thì khi mà em test em bấm vô, em không nhập username, nhập password mà hệ thống không yêu cầu require, tức là fail, là không được, đúng không? Bắt nó phải require. Rồi ví dụ như là BA họ nói là password là 8 ký tự bao gồm ký tự hoa và ký tự đặc biệt. Rồi em sẽ phải test 8 ký tự, ok, mà nó không hoa thì sao? Nó không có ký tự đặc biệt thì sao? Nhỏ hơn 8 ký tự thì sao, lớn hơn 8 ký tự thì sao, không có ký tự nào thì sao. Đó là đó nhìn là những cái mình phải test, đó là mình nghĩ tất cả những trường hợp mình phải test. Nó rất là nhiều đúng không? Một acceptance criteria của BA mà em có thể viết được 5 6 test case. Mà em nghĩ coi, ví dụ như 100 function, một function là 10 criteria, tức là những cái yêu cầu để cho đầy đủ cái function đó. Với mỗi một cái acceptance criteria em có thể viết 5 test case, thì em nhân lên sao hàng ngàn test case em phải cover. Làm sao em cover được? Thì cái kỹ thuật là requirement traceability matrix sẽ giúp mình làm điều đó. Mình sẽ biết nhìn vô cái này nó được cover, cái này nó không được cover, cái này còn thiếu nè, mình viết thiếu cái function này nè, thằng này chưa test nè, thằng này đã test rồi, cái function này fail rất là nhiều, mình sẽ tập trung vô function này chẳng hạn. Đó, em nhìn vô cái requirement traceability matrix thì em sẽ biết được cái điều đó. Rồi sau khi mà phân tích requirement, có quản lý requirement rồi thì chúng ta sẽ qua lesson 3. Chúng ta sẽ học kỹ thuật là viết test plan như thế nào, viết nó có gì gì trong đó, test scenario là gì, có gì trong đó, test case như thế nào, đúng không? Chạy test case như thế nào, đúng là mình chạy như thế nào trên hệ thống. Thì chị sẽ cho một cái đường trang web, mình sẽ chạy một test case như thế nào, có những gì trong đó. Thì cái này nè ha, cái mà test plan với test case á, là hai cái câu hỏi mà khi mà đi phỏng vấn người ta rất là hỏi nhiều. Em viết test plan chưa, có gì trong đó? Em viết test case chưa, nó có những gì trong đó, cần chú ý điểm nào? Rồi ok, ta hỏi vậy thôi. Sau ha, là test plan với test case là nếu mà mọi người học thì mọi người đi 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 phỏng vấn, đi xin việc làm á thì nên
Chú ý phần này. Rồi, sau đó là qua lesson 4 là mình học về technique, tức là kỹ thuật để test. Tại vì ở trong test case nha, lesson 3 chị cũng sẽ dạy về kỹ thuật để viết test case, chứ không phải vô muốn viết gì viết, có những kỹ thuật để viết, tạo những test case mà nó có thể phát hiện ra lỗi ha. Mục đích của mình là tạo test case để test được lỗi càng nhiều càng tốt, kiểm soát chất lượng càng nhiều càng tốt. Thì sẽ có những kỹ thuật để viết test case và cũng có những kỹ thuật để test test nha, viết test case rồi test, tức là mình dọc trên cái trang web đó, mình bấm bấm, mình chọt chọt, mình làm cái gì đó, nhưng mà phải theo kỹ thuật nha, chứ không phải là muốn bấm muốn làm sao cũng được, nó không có ra lỗi, phải có kỹ thuật để bấm bấm chọt chọt phá phá. Ok, cái thứ hai là sau khi mình bấm bấm, mình chọt chọt, mình phá phá rồi đó, nó ra lỗi, mình phải report con bot lại. Thì report con bot nó thể hiện level của tester. Và một trong những câu hỏi rất là quan trọng là report bot luôn luôn hỏi em, giả sử em có con bot này nè, em report nó làm sao, em thấy lỗi mà em report mà developer nó không hiểu thì nó sẽ không sửa con bot, hoặc nó sửa sai đi, đúng không? Thì em phải report bot làm sao mà thằng developer nó hiểu và nó biết cái con bot đó nó quan trọng. Tức là có những con bug đó, em nó quan trọng lắm, nó rush đồ luôn, mà nhiều khi mình không có biết nó rush đó, mình nói cái tester developer bảo là bug này không quan trọng, tôi cần phải làm những cái chức năng mới, thôi cái này từ từ sửa đi ha, cái từ từ sửa cái mình quên luôn, hoặc là project manager nói ừ thôi không cần phải sửa đâu em, cái đưa cho khách hàng gặp ngay con lỗi này, cái khách hàng mà trả về cái xong xong cái cả 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 tìm chửi trời ơi Tết làm ăn cái kiểu gì mà đòi bắt không luôn luôn, đó là một cái câu nói đi công ty nào cũng nghe, Tết cái kiểu gì mà còn bắt không, trong trong những cái công ty outsource á, tại vì họ chạy theo cost, chạy theo timeline, cho nên là nhiều nhiều khi họ không muốn sửa bug đâu, họ không muốn sửa bug, tại vì sửa bug sẽ không release chức năng mới, mà không release chức năng mới là không có tiền, không có tiền cho nên họ 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 sẽ sửa, không không có quan tâm tới bug nhiều lắm, nhiều khi bug rất là quan trọng họ mới sửa. Thì outsource các bạn, thì khi mà khách hàng mà trả về toàn bug không, quay đầu chữa tester trời ơi làm ăn gì mà toàn bug không, nhưng mà khi mà mình nói họ không có nghe, thật sự họ không nghe đó, thì mình vẫn report nha, để khi mà có cái gì nắm đầu ra là tôi report rồi mà anh không nghe, vẫn report. Tại vì tester thì thường trong trong dự án không có tiếng nói, tại vì không phải là không có tiếng nói mà kiểu như là kiểu giống giống như là họ coi mình là những người đi xăm soi, đi cản trở công việc của họ, cho nên họ không có thích mình, chứ không phải là không có tiếng nói. Mình rất là quyền lực nha, mình rất là power, tester rất là power đấy. Có một số công ty ha, khi mà tester kêu là có bug không được release với khách hàng, không được release trên môi trường cao hơn, là cả team không được release qua tay tester, cho nên là không phải là họ không 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 mình không quan trọng, mà họ không thích mình, tại vì kiểu mình cản trở công việc của họ. Tester rất là power đấy, rất là quan trọng. Những công ty mà làm về product đó, làm sản phẩm của chính công ty họ đó, tester cực kỳ quan trọng và bất gì họ cũng ghi nhận hết. Đối với những công ty outsource thì họ chạy theo timeline, chạy theo cost, cho nên là họ không phải là họ không coi trọng mình, mà họ ignore cái bug đi. Còn đối với những công ty làm product thì mình rất là quan trọng, rất là bao giờ luôn, kiểu là mình kêu họ release thì họ release, mà không release thì họ không release. Rồi cái tiếp theo á là chị sẽ cover với mọi người là API testing mà dùng phần mềm là Postman và Shop UI. Thì cái API testing này là rất quan trọng nhé. Nó là cái gọi là sao ta, cái early testing đó em, là kiểu cái mà mình test sớm á, kiểu là từ cái những cái API á là mình đã phát hiện ra lỗi rồi. Tại vì á cái trang web ha, cái giao diện người dùng và liên lạc với database á qua thông qua API,
Mà nếu API của mình á, mà nó sai á, là nó hiển kết quả sai, nó gọi là nó create cũng sai, delete cũng sai, boot update cũng sai ha. Tức là cho nên là cái API là hầu như là 100% công ty tuyển starter đều phải biết test API. Thì API này có thể test manual bằng phần mềm Postman, hoặc có thể test tự động bằng phần mềm Shop UI. Thì API thì test cũng dễ, cho nên là kiểu nó không có nhiều. Cho nên là khi mà lesson 6 này chị dạy mọi người là vừa auto luôn vừa manual luôn, tức là cái code này là code manual đúng không? Nhưng mà cái phần API này rất quan trọng luôn á, rất quan trọng. Hầu như là em đi lên cái job tester nào á, họ cũng kêu em là phải biết API testing nhé, sure luôn. Cho nên là chị sẽ cover bằng manual hoặc là auto luôn. Auto giúp mình rất nhiều ha, cho nên là trong lesson 6 này sẽ dạy vừa dạy auto vừa dạy manual luôn. Rồi. Qua lesson 7 thì mình học SQL test cho tester thôi. Học SQL thì chỉ là học select nè, rồi select count, select distinct, rồi kiểu update hay là delete gì chẳng hạn. Thì mình thường mình sẽ không có quyền để update chứ delete đâu, tại vì developer nó sẽ làm điều đó, mình chỉ select lên thôi. Kiểu mình thấy ở trên giao diện á, là khi mà tôi click vô kiểu như bây giờ ha, mình test trên quận huyện Hà Nội đi ha, hồi thành phố Hồ Chí Minh đi, chị ở thành phố Hồ Chí Minh nên chị biết, ví dụ như là bây giờ quận 1 ha, thì nó sẽ có phường. Thì thường á, là quận 1 nó có kiểu 10 phường đi. Cái tự nhiên mình thấy ở trên giao diện hiện 10 phường, tự nhiên ở dưới hiện 11 phường, thiếu một phường chẳng hạn đi đâu. Rồi cái mình nhìn ở trên này nè, tự nhiên phường thường là quận 1, phường nó là tên, năm có số. Tự nhiên cái có thằng số vô, cái mình thấy ở trong database nó có số vô hiện lên vẫn đúng, nhưng mà nó không đúng logic chẳng hạn. Tức là mình không tin tưởng developer quá, tại vì nhiều khi họ 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 hiện bị sót, họ hiện bị sót, cho nên là mình phải biết cái cấu trúc để query cái database, để mình check là database đúng vậy, họ hiện đúng vậy. Nhiều khi á là như thế này nè, tại vì developer khi mà họ lấy dữ liệu không, họ sẽ đổ, họ sẽ for em ạ. Họ sẽ for xong họ đổ ra trên cái list. Thì khi mà for nhiều developer họ sẽ thiếu đầu hoặc thiếu cuối, hiểu không? Kiểu kiểu cái dòng lặp điều kiện của for nó sẽ thiếu đầu hoặc thiếu cuối, thì nó sẽ thiếu cái item. Thì mình kiểm tra, mình phải kiểm tra, trời ơi 100 item, em vẫn count 100 item nhé. Check với data bài đó, kiểu vậy đó, mình phải check. Đó là mình phải biết cái cấu trúc để mình check lại với database, không tin tưởng developer quá. Rồi. Lesson 8 thì test performance testing. Performance testing ở đây có nghĩa là test hiệu suất ấy, test hiệu suất giống như là như thế này nè. Đối với trang web ha, bán hàng đi với sale online giống như Tiki hoặc Lazada, đi tới ngày 11 tháng 11, họ họ sale mà lúc đó 100 người vô một lúc hay 1.000 người vô một lúc lắc xu chẳng hạn, thì cái trang web của mình đó, nó có đáp ứng được hay không, tại vì đó là performance ha. Mình test từ 100 người cùng một lúc, 1.000 người cùng một lúc làm thao tác đó, có đáp ứng được hay không. Bây giờ test cái này ha, không lẽ em rủ 100 người tester, em kêu 1, 2, 3 bấm vô nha, không có được đúng không? Nó có phần mềm giả lập là Gmaster để làm điều đó, chứ ở đâu ra 100 tester mà có thể cùng một lúc vô cái function đó được đúng không? Đó, cho nên là chúng ta sẽ test performance testing là vậy, giống như là cái chức năng đó nó có thể đáp ứng được nhiều người cùng lúc hay không. Và khi mà nhiều người quá thì nó sẽ đối xử như thế nào, bắt người này chờ hay là treo thằng này hay treo thằng kia, đó là performance testing. Rồi về cái công cụ để dùng cho performance testing đó chính là Zmeter. Và lesson 9 này chính là security testing techniques.
rất quan trọng, tại vì á, mình phải đảm bảo security cho trang web. Đối với trang web và ví dụ như là làm về banking đi ha, làm về finance, làm về những cái công thức bảo bảo mật, ví dụ như là kiểu kiểu security for document, important document đó, là hợp đồng chẳng hạn, bảo hiểm đó, bảo hiểm rồi tất cả những cái document mà quan trọng với khách hàng, mà ví dụ chỉ cần có một kỹ thuật nào đó mà nó vô nó lót được toàn bộ hết, là hợp đồng cả trăm triệu đô bị tung ra và bị kiểu như là gây ảnh hưởng tới hai bên, khách hàng và cả chủ công ty, cho nên là rất là serious luôn á. Cho nên sẽ có những cái security technique mà chúng ta sẽ áp dụng để test cái này. Ví dụ như một trong những cái mà em hay đọc đó chính là SQL injection. Em có biết là cái thằng ông cái trang gì có ông quản quản bơm quản nổ BKV đúng không? Là một cái developer bình thường vô trang web của ổng với kỹ thuật là security injection, lộ hết tất cả những dữ liệu hai bên quan chức và lộ hết tất cả những khách hàng, là kỹ thuật đó, đó là security in không SQL injection. Và chúng ta sẽ học sơ qua một số kỹ thuật để có phải là ngay từ đầu khi mình login vô, mình chọn vô những cái mã rip đó cho nó chạy, nó show hết database ra, thì developer của mình aware được, thì developer vé vé cái lỗi đó ngay từ đầu, sau này sẽ không gây ra, còn hơn là lên tới server mà có người khác phá. Tại vì mình giỏi, có người giỏi hơn rất là nhiều người giỏi luôn, cho nên là họ rất nhiều người giỏi mà cũng rất là nhiều người dị luôn, là họ thích đi phá gì đó. Đối với những công ty mà có một chút gọi là chứa cái tài liệu quan trọng thì sẽ consider về cái security testing này. Thì đó là cái khóa học manual tester. Dạy free luôn nhé, dạy free cho mọi người luôn. Thì ở đây chị sẽ cho mọi người một cái đường link mà họ họ giống như họ làm ra cái app để cho mình test thôi á. Thì ví dụ như khi không có document ha, tại vì mình vô cái đường link này nó không có document, nó không có BA, nó chỉ làm dựng dựng lên như vậy á, cho mình viết. Thì bắt đầu mình sẽ đóng vai trò là một BA. Mình sẽ phân tích requirement nhìn như thế nào, phân tích requirement nốt xuống như thế nào. Ví dụ như có document của BA thì quá dễ rồi đúng không? Ồ, trời ơi, nhìn acceptance cái mình cứ viết ra thôi. Giả sử như là đúng đi ha. Còn giờ không có tài liệu, rất nhiều công ty không có tài liệu nhé. BA lương cao cho nên họ không mướn. Hoặc là những cái công ty làm outsource cho cái những cái project của nước ngoài mà project 3 tháng, 6 tháng, 1 năm là không có BA luôn. Lúc đó tester của mình đảm nhận vai trò đó. Thì bây giờ giả sử tôi có phần mềm đó, lúc đó mọi người sẽ đóng vai trò get requirement như thế nào? Chị sẽ gửi đường link cho mọi người tự tự thực hiện. Thì đó là chị gửi giới thiệu sơ qua tester làm gì, tester vai trò quan trọng của tester là gì, cái khóa học của mình ở trong cái manual testing. Còn automation testing còn hay hơn rất là nhiều. Mọi người có câu hỏi gì không trước khi chị đi qua bài mới này? Bật loa lên hỏi nào. Dạ không chị. Rồi ok nha, qua qua bài mới. Bài hôm nay. Bài hôm nay thì nói chung là tester lý thuyết cũng không có nhiều lắm, cho nên chị vô thẳng những cái kinh nghiệm mà mình làm trong dự án á. Tại vì chị đi qua rất là nhiều công ty, từ outsource nè ha, từ làm product nè, từ công ty secure làm về cho security luôn,
rồi rất là nhiều cái domain khác nhau. Cho nên là sẽ có rất là nhiều cái kỹ thuật mà mọi người cần cần phải hỏi á, chị share luôn cho mọi người. Thì lesson 1 này là mình sẽ biết là overview về testing ha. Testing life cycle tức là software testing life cycle, hoặc là mọi người có thể gọi là testing process cũng được. Rồi 7 cái nguyên tắc trong cái software testing là gì, và testing trong mô hình Agile và Scrum. Thì bởi vì sao mà chị chọn Agile với lại Scrum, tại vì hầu hết các công ty bây giờ là sử dụng mô hình này. Thì mô hình mà thác nước nè, waterfall nè, V model nè đã lỗi thời lắm rồi, cũ rồi. Hầu hết luôn á, hầu hết các công ty software á đều sử dụng Agile và Mo Scrum. Thì cho nên là chị focus vào cái này. Focus không không có, có nói lại là mô hình nó là gì nha. Chỉ focus testing thôi, mình phải chú ý phần nào. Bữa bữa trước về BA chị có thì chị sẽ focus vào BA ở trong đó là như thế nào. Bây giờ testing ở trong đó như thế nào? Ai ai mà muốn học develop thì develop trong đó như thế nào? Ok. À, đầu tiên là mình đi qua cái phần mềm này. Cái này, cái mô hình này chính là Software Development Lifecycle. Tức là một cái quy trình để phát triển phần mềm ha. Phát triển nguyên cái phần mềm luôn nha, không có testing, nó cover luôn testing, cover luôn design ha. Thì nói sơ qua tôi review lại ra bữa BA. Thì đầu tiên là mình có planning, tức là lấy requirement đó, planning. Rồi phân tích design. Sau đó mới tới development là code, code xong rồi mới test, test xong rồi đưa lên môi trường để implementation nó, tức là đưa lên môi trường vận hành và maintain, nếu có lỗi thì fix. Thì đó đó là một cái life cycle của software development. Ở trong này có phần testing ha. Testing nó cũng có life cycle của testing. Hoặc là hôm bữa mình học về BA á, thì cũng có là life cycle của requirement ha. Giống như là khi mà mình lấy requirement, phân tích requirement thì life cycle của requirement là như thế nào? Bắt đầu từ đâu, kết thúc từ đâu? Design cũng vậy, development cũng vậy và testing cũng vậy. Thì hôm nay chúng ta focus vô testing. Đây là life cycle của software testing, hay còn gọi là testing process. Bắt đầu, để bắt đầu vô, ví dụ bây giờ hôm nay em đi vô công ty, mới làm vô công ty. Bắt đầu với vị trí là tester. Tester manual hay automation gì cũng vậy nha, bắt buộc phải trải qua manual luôn. Thì đầu tiên vô, ngày đầu tiên em đi làm, đưa cho em một đống requirement. Đúng không? Thì đưa cho em một đống requirement. Requirement thì em phải phân tích đúng không? Đầu tiên em phải phân tích. Thì những cái tài liệu không, không. Những cái tài liệu này có thể đến từ khách hàng, là trong trong trường hợp là không có BA, đến từ khách hàng. Rồi các đặc tả tài liệu yêu cầu của hệ thống như là functional, non-functional hay là security testing gì đó. Thì thường những mà những cái mà nó cụ thể như thế này á, thì nó đến từ BA. Đúng không? Mình lấy lại luôn. Rồi từ team kỹ thuật, ví dụ như developer hoặc là những cái project manager, họ có những cái tài liệu gì á, gom hết, tức là mình gom hết, mình gom sạch không còn cái gì để nó focus. Nhiều khi nha, ví dụ như tài liệu đến từ khách hàng, tài liệu đến từ BA, tài liệu đến từ team kỹ thuật, nó gọi là nó conflict với nhau. Nó conflict giống như thế này nè ha. Kiểu là khách hàng bảo là khách hàng bảo là cho nó tạo account với
account với account new của nó, hoặc là account Google, hoặc là account từ 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 LinkedIn, hoặc là account từ Facebook, muốn làm gì làm. Tại account dễ lắm, tại vì khách hàng là những người muốn nhiều 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 customer sử dụng. Tuy nhiên á, đặc tả của tài liệu BA á, nhiều khi trao đổi qua trao đổi lại, BA nói cái dùng Facebook nó không có security, kiểu không security, bỏ bớt đi, thiếu mất một ông ha. Còn Google với lại Google với lại LinkedIn thôi. Nhưng mà cái ông kỹ thuật các ông bảo Facebook dễ làm, đúng không? LinkedIn nó khó lắm, nó mới ra dễ làm. Còn Google với lại Facebook đâu, tại vì lúc mà ông kỹ thuật á, ổng báo lại với khách hàng chẳng hạn không qua BA với chat, kiểu ông kỹ thuật có những cái trường hợp như vậy nha em, trong khi em làm rắc rối nhiều thứ lắm. Những người đi về kỹ thuật họ sẽ mail thẳng với product manager. Product manager thì kiểu muốn mau mau đẩy tiến độ em mà, mau mau đẩy tiến độ, không là sếp la thì Facebook nó dễ ha, em làm Facebook đi. Tại vì Facebook với Google nó ra lâu rồi. Ok, làm. Cứ xong mình tổng hợp lại ba tài liệu, mình nói giờ mình test cái gì? Bây giờ mình test làm sao em? Tại vì thằng khách hàng nó kêu là tạo account mới, Google, LinkedIn, Facebook. BA bảo Facebook không security, còn LinkedIn, Google. Đi, kỹ thuật bảo LinkedIn khó lắm, còn Facebook với Google thôi, cuối cùng chả biết test cái gì. Đúng không? Mình phải biết test cụ thể, test cái gì luôn á, mình phải phân tích đấy. Kiểu là mình phải tổng hợp lại, đúng không? Mình phải đọc requirement, phải phân tích requirement, có những cái conflict phải resolve conflict đi. Tức là mình phải đã đầu tiên vô là phải đọc hết cái tài liệu yêu cầu từ các bên để coi nó có conflict hay không. Cái sản phẩm cuối cùng làm ra là cái gì? Tại vì á, thằng kỹ thuật bao giờ nó chả muốn là làm nhanh, đúng không? Hồi xưa chị làm developer cũng vậy, nhanh làm mau, kiểu ôi trời ơi, mày làm giỏi quá, mau nó chọn cái dễ làm chẳng hạn đó. Rồi cho nên đó là tester, mình phải vô mình thu thập tài liệu từ các bên để verify thống nhất, nhiều khi mỗi bên giữ một bản và ai cũng nghĩ là đúng hết. Rồi sau đó mình phải phân tích là mình xác định requirement của khách hàng là gì, mình có đáp ứng yêu cầu khách hàng không. Những cái bên mà thảo luận ở history, thảo luận như thế nào, quay lại như thế nào, rồi yêu cầu về kiểm thử phi chức năng hoặc là chức năng. Ví dụ chức năng thì login là ok rồi ha, login thì đó là chức năng. Còn ví dụ những phi chức năng, ví dụ như là hệ thống có thể chạy 24 trên 7 giờ không có ngừng nghỉ ngày nào, hoặc là kiểu 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 phi phi chức năng mà nó đáp ứng kiểu là như là sao ta? Trang web của mình đồng thời có thể chạy trên những server ở những nước khác nhau, ví dụ như server tại Việt Nam, server tại Singapore, hay là server tại Mỹ, Âu rồi chẳng hạn. Đó là trang web của mình có thể đặt tại server khác nhau để phục vụ cái đường truyền nó nhanh hơn cho các khách hàng. Đó là yêu cầu là phi chức năng. Rồi thì khi mà mình làm rõ requirement với khách hàng, hoặc là với BA, hoặc là với team kỹ thuật, hoặc là với product manager, thì mình nên đặt nhiều câu hỏi nhưng mà dưới dạng yes hoặc là no. Không 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 hỏi là mày muốn làm gì, mày nghĩ là cái này có tốt hơn hay không. Không, bây giờ nó giải thích, nó muốn tao nghĩ cái này, tao nghĩ cái kia, rồi bây giờ mình banh chành ra hả, BA nó nắm đầu mình nó chửi, đúng không? BA nó để phân tích như thế này rồi ha. Xong rồi cái mình bảo là mình có thể làm rõ yêu cầu nhưng mà phải đặt câu hỏi khôn ngoan một tí với dạng yes no. Yes thì làm, no thì bỏ. Không có đặt những câu hỏi gợi mở, what, how, why nhé. Không đặt những cái câu hỏi gợi mở như vậy, yes hoặc no thôi. Đó đó chính là những cái gọi là cái tip mà mình khi mà mình đi làm á, mình hỏi. Tại vì yes no rất là dễ, yes làm, no thôi, không có kiểu không có thời gian để hiểu requirement thêm. Tại vì khi mà em hỏi what
thì họ sẽ thêm những cái gì ngoài requirement. Em hỏi why, họ explain ra. Rồi em hỏi how thì như thế nào. Đó. Mất thời gian lắm. Cái đó để dành cho BA họ hỏi khi mà họ muốn verify ra cái chức năng. Sau khi đã verify những chức năng rồi, ok, mình chỉ hỏi yes hoặc no thôi. Ok ha. Đó là requirement. Analysis. Rồi, tiếp tới sau khi đã hiểu rõ requirement rồi nhé, mình sẽ đến cái phần test planning. Nó như thế nào? Sau khi nắm requirement, viết requirement rõ ràng, requirement cái nào cần test, cái nào không cần test, test như thế nào từ khách hàng. Tại vì nhiều khi khách hàng bảo là tao tao quan trọng chức năng này nè, test kỹ cho tao, còn chức năng này không cần, khỏi test. Kiểu hỏi đây là chức năng phụ, mày có muốn test nhiều hay không? Yes, no. Vậy đó, nhiều, nhiều khi chức năng đó khách hàng nó kêu yes hoặc no. Vậy thôi. Rồi bây giờ tới test planning ha. Mình phải xác định phạm vi test của dự án. Đúng không? Thời gian thực hiện là bao lâu? Giai đoạn 1 bàn giao những chức năng nào? Giai đoạn 2 bàn giao những chức năng nào? Thì mình sẽ focus trên những chức năng đó mình test trước tiên để kịp release cho khách hàng. Tại vì nhiều khi mình không release một lần, release một lần là waterfall rồi, hoặc là V-model rồi. Còn đối với Agile này á, mình release từng cục, nó là mình release hai cái cục mà 2 tuần mình release một lần, hoặc là bốn, tức là 2 tuần là một sprint ha, mình sẽ release cho công ty, ví dụ như là cho product manager, cho BA hoặc là cho những người trong công ty coi. Rồi 4 sprint tức là 4 nhân 2 tuần á thì em sẽ release cho khách hàng. Thì mình phải xác định là khi release cho các khách hàng 4 của 4 sprint ha, qua 4 sprint là 4 nhân 2 tuần thì mình sẽ release ra được chức năng nào, phi chức năng nào, còn bàn giao những gì mình phải test trước cho khách hàng. Đó là trong test planning ha. Rồi mình xác định phương pháp tiếp cận. Ví dụ như là xác định yêu cầu chất lượng của khách hàng như thế nào, cao hay thấp, chức năng chính cao hay thấp, chức năng phụ cao hay thấp, chức năng A hay là mặc kệ, không cần test cũng được. Rồi công nghệ sử dụng để phát triển cái ứng dụng của mình là gì? Tại vì với những cái công nghệ á, nó có những cái bug mà mình phải chấp nhận nha. Tại vì ví dụ như mình sử dụng mà CMS hoặc là sử dụng LMS tức là Learning Management System á, thì đó là những cái CMS mà người ta phát triển sẵn, mình chỉ đeo về Interray thì nó sẽ có những cái bug của hệ thống mà không phải là bug của developer của mình làm ra, thì mình sẽ không thể sửa được ha, mình phải chấp nhận và mình viết báo cáo warning với khách hàng. Ok không? Đó là mình phải biết cái công nghệ sử dụng là gì, sản phẩm thuộc cái domain nào. Ví dụ như em vô một cái công ty mà nó làm về banking hoặc là finance thì nó sẽ có những cái domain, những cái thuộc tính màn hình của họ nó liên quan tới domain banking hoặc là finance mà em không có biết, hoặc là dầu mỏ, nó sẽ có những cái thuộc tính về dầu mỏ, ví dụ như nồng độ hay là cái đó, ví dụ như là nồng độ bao nhiêu là thích hợp, mà ví dụ như giả sử như developer nó đưa lên mà vượt cái nồng độ đó mà mình có thấy bình thường á, mà tại mình không có biết, mình không có domain về dầu mỏ chẳng hạn, thông tin về dầu mỏ mà khách hàng nó nhìn vô nó có kiến thức, nó bảo là mày test bị sai, tại sao chị phải mention về cái domain, bởi vì mình không biết cái domain, mình không biết kiến thức. Ví dụ như em nhìn vô một cái phần mềm kế toán đúng không, nó có những cái lĩnh vực mà mình đọc vô mình không hiểu ha em ha, giống như là những cái thông số mình không hề hiểu luôn đấy, mình không hề hiểu tại sao sao mình test nó đúng được. Thì đối với những cái phần mềm về những cái domain như vậy thì em sẽ mất nhiều thời gian để em học hỏi kiến thức về những sản phẩm đó để đủ để em test, thì có phải là em sẽ mất nhiều thời gian hơn không, và em phải aware những cái phần đó để mình estimate dôi ra, có thời gian để mình học tập, để mình test kịp với tiến độ đúng không?
Ví dụ như khi các bạn mà lên lên test list thì các bạn sẽ khen về phần này, hoặc là đối với những dự án mà chỉ có một tester là bạn thì bạn phải khen phần này, còn ai khen nữa, đúng không? Dự án một tester, nhiều 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 dự án một một tester vô làm chùm lắm. Cho nên là bạn phải đưa cái test plan này lên manager, lên sếp của công ty hoặc lên khách hàng để cho họ theo dõi là bao nhiêu lâu bạn phải xong. Đúng không? Rồi sau khi mà mình xác định những đó là những cái aware thời gian, là những cái domain knowledge đó, bạn phải aware, tại vì bạn không biết, bạn phải đi tìm hiểu thêm, bạn tính thời gian vô. Rồi, xác định về cái nguồn lực là ai sẽ tham gia về dự án, vai trò của họ là gì, như ở fresher tester hoặc là senior tester, hoặc là những người mà không có kinh nghiệm về 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 lĩnh vực này luôn, hoặc là bạn phải test trong môi trường nào. Như ví dụ như là test trong môi trường developer, kiểu là developer vừa làm xong, ba bốn người gom code lại mình test developer. Môi trường đó rất nhiều lỗi nhé, cực kỳ nhiều lỗi. Sau khi em test xong, em fix, em le làng le sớm, em cãi chày cãi cối, nhiều khi em găng tay đôi với họ rồi để cho họ fix bug, đưa lên một môi trường cao hơn nữa thì nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà nó vẫn còn lỗi tiềm ẩn, mình tiếp tục test, sau đó đưa lên môi trường cao hơn nữa là ra sản phẩm. Nhưng mà mình phải xác định với khách hàng là có bao nhiêu môi trường mình muốn test, tại vì những cái công ty mà về banking, finance, security á, họ test tới 5-6 môi trường, tính môi trường development ha, là trong trong cái team của mình, ba bốn người developer gom code lại test trong team, sau đó test trong môi trường nhiều team ha. Tức là team của họ kia họ cũng test rồi, họ cũng có tester riêng rồi, nhưng mà khi mà gom lại á thì nó sẽ ảnh hưởng tới team của mình nhé. Cái function bên kia nó link vào function mình, tự nhiên nó đưa cái biến sai làm cho function mình nát bét, mình phải test lại, đưa lên nữa, tức là từ bên Việt Nam qua bên nước ngoài, tại vì có hai văn phòng á, tức là ở trong Việt Nam thì team ha, xong rồi nhiều team trong Việt Nam đưa lên môi trường cao nữa là từ Việt Nam với nước ngoài gom cục lại, lại test rồi lại có lỗi. Sau khi gom lại rồi thì đưa lên release môi trường giả, giống như là môi trường thật, nên là gọi là môi trường giả giả thật. Tức là sao? Môi trường mà nó gần giống như là môi trường thật, khách hàng test trước ổn định, ok test có lỗi fix trên môi trường đó, sau đưa lên môi trường thật là sản phẩm cuối cùng người dùng cuối dùng, thì có phải là tới 5-6 môi trường không, và chúng ta phải theo hết tới cuối đó, chúng ta phải theo hết tới cuối, là chúng ta phải xác định là dự án đó test trên bao nhiêu môi trường, số lượng server là bao nhiêu, để chúng ta cần set up bao, còn bao nhiêu mobile, còn bao nhiêu tablet, còn bao nhiêu desktop, còn bao nhiêu computer, chúng ta phải clear ra hết. Rồi test planning nhiều ha, sau đó là em phải liệt kê các công việc cần test, ví dụ như là các chức năng cần kiểm thử trong lần test này là bao nhiêu, giai đoạn 1 là bao nhiêu, giai đoạn 2 là bao nhiêu, để thực hiện những chức năng này thì cần bao lâu trên từng môi trường, nên kiểm thử cái nào trước, nên kiểm thử cái nào sau, có độ ưu tiên. Bởi vì như thế này, có những cái chức năng A mà chúng ta kiểm tra nó bị lỗi khỏi cần kiểm tra chức năng B, bởi vì A nó dẫn theo B. Bây giờ em không biết cái nào xếp cái nào sau, tự nhiên em đi kiểm tra chức năng B, cái thằng A nó lỗi rồi, xong B nha, ôi trời B ngon quá, không có lỗi rồi, kiểm tra chức năng A nát bét, có phải là chúng ta đi 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 hơi bị ngược đúng không, tốn tốn chức năng, tốn thời gian cho chức năng B, mà chức năng A nó những cái gọi là cái biến của nó, biến cuối của nó sẽ được dùng cho thằng B, kiểu thằng A nó sẽ ra những cái kết quả dùng cho thằng lại cho thằng B lại cái kết quả đó làm tiếp, mà thằng A nó đã sai từ đầu thì khỏi cần test thằng B nữa ha, trả lại cho developer fix đó. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta phân tích ra, chúng ta sẽ phân tích đối với những cái test case hoặc là những cái function đó, input nó là gì, output nó là gì, function nào nhận output của thằng này thì nó sẽ có những cái liên kết với nhau, chúng ta sẽ liên kết với nhau, và chúng ta sẽ biết test thằng nào trước, test thằng nào sau. Ok, đó là mới planning ha, nhiều thứ. Rồi,
cái giai đoạn tiếp, đây là nói hết cái quá trình mà em đi vô làm việc một công ty luôn ha. Tại vì nhiều khi các em cũng vô không biết nên làm gì, đúng không? Đối với những cái bạn mới mới ra trường á thì chưa chưa có trải nghiệm á, các bạn không biết vô công ty là nên làm gì. Thường á là những cái mình mới ra trường thì mình sẽ chọn những công ty nhỏ trước, đúng không? Vô công ty lớn thì nó đòi hỏi rất là cao, mà khi mà em vô công ty nhỏ khả năng em một mình một cõi rất cao, đúng không? Một mình một cõi là em làm hết. Và vô những cái công ty nhỏ đó, outsource đó, khả năng có không có BA cũng rất cao, đúng không? Là em cũng làm hết đó. Cho nên là mình mới ra trường mà phải 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 làm những cái đó, sau khi mình làm xong mình có skill, mình có kinh nghiệm rồi mình mới bắt đầu nhảy ra những cái công ty lớn. Thường thường ai cũng vậy, đi qua những cái công ty nhỏ trước, mà ok lúc công ty nhỏ lúc mà nó phỏng vấn mình rất là dễ, nhưng mà khi mà vô trời ơi nó giao việc quá trời, cái gì mình cũng làm với em, cho nên là chị dạy hết vô có gì sẽ không bỡ ngỡ. Rồi sau đó là em phân tích requirement không, vô ngày đầu tiên hả, phân tích requirement, phân tích một tuần ha, nhiều khi một tuần cũng không hết nữa đó em. Ngồi phân tích, ngồi phân tích chưa làm gì hết nha, chỉ đọc tài liệu thôi, ngồi một tuần, nhiều khi 2 tuần 3 tuần ngồi đọc tài liệu là bước một. Sau đó là qua cái bước chuẩn bị phác thảo ra để test, test gì, có những cái gì để test, chức năng gì đó là chị nói xong qua rồi đó. Rồi bắt đầu test case development, tức là ở đây là em phát triển cái test case dựa trên những cái tài liệu mà em đã đọc từ lúc bước 1 á. Bước 1 vô là phải đọc tài liệu, luôn luôn vô phải đọc tài liệu, phân tích tài liệu, hỏi han. Đến bước 3 là em phải viết test case nó có nhiều loại như thế này. Khi mà em viết API, nãy chị có nói trong lesson lesson mấy mà về học API, lesson 6 nha, là luôn luôn test API. Rất nhiều công ty test API, ai hầu như ai cũng test API hết. Thì em viết test case cho API. API nó khác, em viết test case cho web nó cũng khác. Em viết test case cho mobile nhé. Đối với những cái đối tượng test đó, những cái kỹ thuật test hay là những cái phần test đó khác nhau thì em cũng phải viết test case nó khác nhau. Thì khi mà bữa sau qua cái lesson 3 mà học về test case á, thì chị sẽ cover cái phần này. Em viết API như thế nào, em viết web như thế nào, em viết mobile như thế nào. Rồi em viết test script cũng ở trong giai đoạn này. Test script tức là nếu mà có automation á, mình viết vừa viết test case rồi sáng viết test case, chiều viết test script chẳng hạn. Rồi em chuẩn bị data test. Data test cho tại vì nhiều khi á mình không có dữ liệu thật, mình phải cho dữ liệu giả vô để test. Kiểu bây giờ như thế này nè. Tôi sẽ login với 100 account khác nhau. 100 account khác nhau, ví dụ account nó thứ nhất là account nó bình thường, account thứ hai nó dị dị một chút, tức là chứa một ký tự đặc biệt, account thứ ba nó chứa số ký tự đặc biệt, account thứ tư nó chứa cái đoạn read, account thứ năm nó chứa cái đoạn mã SQL injection, account thứ sáu ABC gì đó. Em phải giả lập ra 100 cái account mà nó có khả năng khác nhau để em test. Tôi gọi là chuẩn bị data test mà không phải là với login nha. Đối với rất là nhiều cái function em phải chuẩn bị data. Em chuẩn bị data như thế nào thì ở trong automation testing đó, automation testing cái khóa đó là không có free ha. Khóa đó giống như là cầm tay chỉ việc em trên code gì đó. Nó có gọi là test data driven. Tức là nó sẽ cùng một cái test case mà nó chạy em 100 lần với những cái dữ liệu khác nhau. Automation nhé. Đó, test data automation 100 lần với những dữ liệu khác nhau, thì có phải là đối với dữ liệu khác nhau thì nó sẽ ra những cái loại bug khác nhau. Cái khóa automation testing là cái khóa không free, bởi vì nó rất là nhiều cái
code đó mà mình phải cầm tay chỉ việc á, thì nếu mà bạn nào mà muốn á, join vô học automation làm trên dự án thật, viết thật trên framework luôn á, thì SysOps hay là chương trình MentorMe sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn biết automation luôn. Automation biết rất là good. Tại vì hiện tại bây giờ xu hướng bây giờ là tuyển tester biết automation. Manual là bắt buộc rồi ha. Manual automation là thêm. Rồi khi đó là em chuẩn bị test case ha, em chuẩn bị test script. Test case là cho API, cho web, cho mobile. Hoặc là viết test script là cho API. API có automation đó, đúng không? API vẫn test script cho API automation hoặc là test script cho web UI automation. Rồi chuẩn bị data test cho những cái test case đó. Rồi, bước tiếp theo là test environment setup. Rồi đó, mình biết là có những cái việc cần làm đúng không? Đó, khi mà hình dung vô một công ty có việc cần làm rất là nhiều ạ. Thì mình sẽ làm gì trên test environment setup như thế này? Thì việc test ở trên bao nhiêu môi trường đó, là do khách hàng hoặc là do QA. Em nhớ QA từ đầu mà chị nói họ define ra quy trình không? Define ra quy trình là đảm bảo các bước của công ty được thực hiện để đảm bảo một cái chất lượng của sản phẩm. Đó, thì QA hoặc process của công ty quy định. Hoặc là khách hàng muốn là tao test trên 4 5 cái phần environment chẳng hạn. Thì mình sẽ set up cho họ. Này set up thường set up này là cái đội mà admin ở bên công ty họ làm. Họ làm cho mình. Tuy nhiên mình cũng tham gia ở đây, mình tham gia vô với như thế nào? Như thế này nè. Khi mà họ set up cho mình một cái môi trường ha, thì mình sẽ pick up qua một vài test case mà em phát triển ở bước 3 á. Test case development là pick up ra một vài test case để kiểm tra cái môi trường họ set up cho mình có sẵn sàng cho việc testing hay chưa. Ví dụ như thế nào là sẵn sàng. Mở trang web nó không lên. Bởi vì sao? Bởi vì cái trang web của cho mình nó hỗ trợ version Internet Explorer từ 7 trở lên mà tự nhiên cái nó đang cài, nó cài 6 cho mình. Có tức ói máu không ạ? Đúng không? Đó, đó là mình phải kiểm tra, tức là mình pick up một số test case coi thử nó test đúng với cái mình yêu cầu hay không. Rồi thì cái việc test này á thì gọi là sanity testing. Hồi nãy giờ mình nghe được hai khái niệm mà regression test là regression test tức là test lặp đi lặp lại, giống như là ngày thứ nhất mình test 3K 20K, ngày thứ hai mình test 20K cũ với 20K mới, ngày thứ ba mình test 40K cũ 20K mới, thì cái việc mà test lại cái phần cũ á, gọi là regression test hoặc là regression testing. Còn cái việc mà pick up một vài cái test case mà nó test cho việc set up môi trường thì gọi là sanity testing. Nhiều khi như thế này nè, họ tại sao chị phải focus như thế này? Nhiều khi hỏi cho ủa em, ví dụ như khi mà code mà deploy lên một môi trường mới á, thì em dùng cái kỹ thuật test gì để test ha? Phỏng vấn họ hỏi vậy á. Em thì em sẽ mở trang web lên rồi kiểm tra login đồ đồ tùm lum em nói nha. Thì mình chỉ nói là sanity testing là họ hiểu, tức là mình sẽ pick up một vài kỹ thuật test case mà nó liên quan tới test môi trường nhiều, ví dụ như mở nó có lên không, mở cái test case đó là test case đơn giản thôi. Giống như là mình navigate đến cái đường link mình test, xong rồi mình check là cái trang web nó có hiển thị lên đúng không, bằng cách là check title, họ check một số component ở trong cái trang web của mình có đúng như expected result của mình hay không. Expected result là kết quả mong muốn mà mình đã define trong cái test case á, đúng không? Hoặc là mình có login được hay không? Đó. Hoặc là mình log out được hay không? Hoặc là mình list tới chức năng ABC có được hay không? Được hay không thôi chứ không phải đúng hay sai nha.
chỉ được hay không, đó là gọi là sanity testing, tức là cái mình test cái môi trường đó để sẵn sàng cho mình testing hay chưa, được thì mới bắt đầu mình test tiếp đúng hay sai đúng không, chứ không được còn sai mình test tiếp. Nên là gọi là ở đây á, sanity testing là test cho mình gọi là cái môi trường á, cái nó để sẵn sàng cho mình test tiếp hay không. Thì mọi người sẽ hay hay nhầm lẫn sanity testing với smoke test. Thì mai mốt mà qua software testing technique đó, ở hình như chị nhớ là lesson 4, chị sẽ focus cho mọi người một số kỹ lesson 4. Chị sẽ cho mọi người một số kỹ thuật test, tên nó là gì, làm những gì trong đó, output input là gì, kỹ thuật test. Rồi sau đó mình coi cái môi trường nó đã sẵn sàng hay chưa. Nếu nó sẵn sàng ha, đúng ha, thì bắt đầu mình mới test execution, tức là mình test nó đúng hay sai, tìm lỗi. Hồi nãy là sẵn sàng chưa thôi, chưa biết đúng hay sai. Bây giờ bắt đầu là khi mà môi trường đã sẵn sàng rồi, bắt đầu mình test. Thì lúc này mình ngồi hàng ngày mình test nhé. Thì mình sẽ test đó là trên cái môi trường thiết lập đó, đúng hay chưa. Khi mà kiểm tra test đó, thì mình sẽ so sánh với cái kết quả đó, mong đợi ở trong test case đó, tại vì với mỗi test case nó có test step. Với mỗi step step đó, nó sẽ có là expected result, là mình mong muốn là cái bước đó nó sẽ hiển thị ra kết quả gì, đúng không? Nó đều có hết. Thì khi mà mình test đó, mình thấy nó không đúng với kết quả mình mong đợi, thì có phải là lỗi không? Kết quả mong đợi ở đâu? Kết quả mong đợi là mình từ cái requirement mình phân tích ra, cho nên là requirement của mình phải xác định là đúng trước, không conflict. Thì bắt đầu mình mới đâm đầu đi test, đúng không? Test mà cái requirement của mình nó sai bè từ đầu là thôi, như cô xong công mình đổ xong đổ biển ha. Cho nên là mình sẽ phải so sánh với kết quả mong đợi trong test case mình viết ra nha, mình viết luôn. Nếu như mà nó không mong đợi thì sao? Báo lỗi, lóc một con lỗi, report bug, đây có luôn, report bug luôn, đúng không? Là những cái gì mà trong test recycle test process làm á, thì chị đều có hết test report bug luôn. Rồi report bug thì khi mà mình report bug á, mình phải theo dõi cái bug này, mình phải kiểm tra, mình phải đốc thúc, mình phải đánh như developer bắt nó fix cho đến khi nó được fix, ok, thì mình mới đóng con bug ha. Làm cũng vui lắm, làm cũng cãi lộn nhiều lắm, cho nên là tester phải không nói chuyện với khách hàng nhưng mà chửi lộn với trong team rất nhiều. Ok, hôm bữa về BA đúng không? Hôm bữa BA thì trời ơi, ai cũng chửi mình được hết, ai cũng chửi mình. Còn bây giờ tester là mình chửi tay đôi với developer. Chửi chửi trong team luôn, chửi chửi lộn trong team. Có nhiều cái để chửi nhau lắm. Rất là nhiều cái công đoạn để mà chửi nhau, chửi suốt. Cũng vui, có nhiều cặp mà chửi nhau mà thành vợ chồng ở trong công ty luôn, nhiều lắm. Rồi sau khi mình theo dõi cái bug đó được fix á, thì bắt đầu là mình phải báo cáo tình hình test. Mình hôm đó mình ngày nào cũng phải báo cáo cho sếp á, là mình test được bao nhiêu rồi, test được bao nhiêu con bug, cover được bao nhiêu test case, bao nhiêu defect họ được phát hiện, bao nhiêu defect được fix, báo cáo có report ha. Ở trong đây chị không có cover cái report, để chị không có cover cái report. Ok, report bug với lại report status luôn ha. Lesson file thì sẽ bật thêm vô report. Tại vì cái đó là mình phải viết hàng ngày, mình phải viết làm sao cho rất là chuyên nghiệp. Tại vì cuối ngày mình phải báo cáo cho người ta nắm được tình hình. Report bug và report status. Ok. Rồi sau khi xong hết rồi á, thì test closure. Cái này là bản final ha, final sau khi mình trải qua một sprint hoặc là trải qua 4 nhân 2, tức là 4 cái sprint nhân 2 tuần mà mình báo cáo cho khách hàng chẳng hạn, thì mình báo cáo là tôi đã test được bao nhiêu case rồi, bao nhiêu case đạt, bao nhiêu case không có đạt, bao nhiêu lỗi được phát hiện, bao nhiêu lỗi được sửa, bao nhiêu lỗi không thể sửa.
để cho khách hàng, mình viết cảnh báo tới khách hàng rồi khách hàng cảnh báo tới customer của họ là đừng có đụng vô chỗ đó, bớt không, đúng không? Rồi mình rút kinh nghiệm cái gì mà tốt, cái gì mà làm không tốt mình phải cần cải thiện, rồi mình đóng cái một cái life cycle của nó qua cái life cycle mới, đúng không? Qua cái life cycle mới. Rồi đó là tất cả những gì mà cần làm khi một tester đi vô trong công ty. Ở đây cũng có những bạn đi làm rồi á, thì các bạn có thể chia sẻ thêm có những cái gì mình làm ở trong công ty mới hơn không? Các bạn nào có thể chia sẻ không? Hoặc là các bạn nào hỏi hỏi cái điều gì không? Kiểu sợ quá chửi chửi nhau với developer sợ quá không? Mình không sợ, mình trên cơ nó bởi vì mình có bằng chứng đây là lỗi, hiểu không? Đây là lỗi tao tao sẽ show cho mày report bug á, report defect á, là mày mày làm step 1, step 2, step 3 theo tao đi ra lỗi, đúng không? Mình có bằng chứng chứng minh nó là lỗi thì nó thua cơ mình, không không cần sợ chửi lộn. Đó là tester trên cơ nó. Ok, không không phải sợ chửi lộn. Có ai hỏi cái gì không? Hỏi chị nào? Chắc cũng được. Rồi. Chắc chị đi tiếp ha. Có gì cuối buổi hỏi giúp hỏi em chị nha. Rồi. Cái tiếp theo đó chính là principle là nguyên tắc ha. Nguyên tắc trong cái việc testing có những cái nguyên tắc như thế này. Testing là cho thấy phần mềm luôn có lỗi. Ngay cả những cái phần mềm mà được kiểm tra nghiêm ngặt nhất vẫn có lỗi. Đúng không? Không có phần mềm nào mà không có lỗi cả, chỉ là chưa phát hiện mà thôi. Tức là đó, nguyên tắc của software testing là vậy. Để là phần mềm thì luôn luôn có lỗi, cho nên khi mà các em dùng cái phần mềm mà thấy nó có lỗi đừng chửi nhé, bởi vì luôn luôn có lỗi. Chỉ là đừng có để những cái lỗi mà nó thô thiển quá thôi, đúng không? Chứ cái lỗi mà lâu lâu hoặc là mình cố tình vọc mà nó ra thì thôi thông cảm cho họ, bởi vì phần mềm là luôn luôn có lỗi, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Nhớ nguyên tắc thứ nhất nhé, phần mềm luôn có lỗi, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Rồi cái thứ hai là kiểm thử càng sớm thì càng tốt, thì bởi vì càng sớm á, thì cái chi phí để fix lỗi á, nó ít hơn hơn là đến lên production rồi. Nãy chị có nói cho em qua cái việc á, là khi mà mình interact những cái code trong team ha, lên team xong rồi interact nhiều team trong cùng một công ty, xong interact giữa Việt Nam với nước ngoài hai nước với nhau, xong mua lên cái môi trường giả lập giống real nhất á, rồi sau nó ổn định đưa lên real, đó là publish ra. Mà lên cái publish ra mà em phát hiện lỗi là em phải đi lại từ đầu ha, đưa vô xong rồi em retrieve team A, xong xong rồi fix xong đưa lên các team khác, chứ đâu phải mà từ 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 thằng A nó fix xong nó bay lên lên production đâu được, nó phải đi lại fix xong nó interact những cái team khác, mấy team khác test vô cùng cùng làm lại cái từ đầu như vậy. Mặc dù một cái lỗi rất nhỏ nhưng nó phải đi lại từ đầu như vậy á, cho nên nó rất là chi phí rất là cao, cho nên là kiểm thử càng sớm càng tốt. Đó là lý do vì sao mà họ test API. Họ test API tức là tại vì interact giữa server và web UI là thông qua API. Họ test API. API rồi họ test từng trong team, rồi họ test interact các team, tức là họ test rất là nhiều, cho nên là mình phải kiểm thử càng sớm càng tốt. Cái thứ ba, kiểm thử toàn bộ là không thể. Exhaustive testing is impossible. Exhaustive testing tức là gì? Kiểu là test mà cover hết tất cả các trường hợp á. Không thể, em không thể cover hết tất cả trường hợp, bởi vì sao? Em không nghĩ ra, đâu có nghĩ ra được. Em không không bao giờ em nghĩ ra tất cả trường hợp.
đúng không? Mình không nghĩ ra thì mình sẽ không không có có test được, mình không có test được á, khi mà đưa lên đúng không, khi mà đưa lên cái thằng user á, nó nghĩ ra cái trường hợp đó nó test có lỗi, đó là điều bình thường bởi vì mình không nghĩ ra, cho nên là test toàn bộ các trường hợp là điều không thể. Mình chỉ cover những trường hợp sử dụng nó thông thường thôi, hoặc là những hơi hiếm hiếm một chút, đứa nào quậy quậy một chút thì ok, chứ kiểm tra toàn toàn bộ là không thể nha, bởi vì mình không nghĩ ra. Cho nên đó chính là nguyên lý, quay lại nguyên lý một, phần mềm luôn có lỗi, ok chưa? Nguyên lý một, phần mềm luôn có lỗi, đó là chị phải để là phần mềm luôn có lỗi ha, kiểm tra toàn bộ là không thể cho nên phần mềm luôn có lỗi. Rồi đó là nguyên lý nha, mình không thể, cái nguyên lý là chấp nhận là đúng đi ha, đó là điều luôn đúng, ok. Rồi cái thứ ba là lỗi thường được phân bố tập trung như thế nào, như thế nào gọi là phân bố tập trung, thì thường á là lỗi thường tập trung ở 20% chức năng chính, và ở trên 20% chức năng chính đó người ta tìm được 80% lỗi trên hai chức năng chính đó. Ví dụ như thế này nha ha, 10 chức năng ha, thì có hai chức năng chính, hai chức năng chính giống như là về về kế toán thì gọi là báo cáo thuế đi ha, hoặc là lem tax, kiểu kiểu báo cáo thuế và lem lại tax là hai chức năng chính ha. Một chức năng phụ login hay là in sao kê hay là cái gì đó gọi là chức năng, hai chức năng chính thì 8 cái lỗi được tìm thấy chỉ trên hai chức năng chính đó thôi, và hai cái lỗi linh tinh thì nó sẽ ở những chức năng khác, ví dụ như thiếu cái gì đó, thiếu một số cái thôi. Thì nguyên lý này giúp chúng ta được điều gì? Khi mà chúng ta thấy chức năng chính nó có lỗi ha, đào sâu vô, test sâu vô, focus sâu vô, móc nó ra, thế nào nó cũng có lỗi. Còn những chức năng nào mà nó ít lỗi hoặc là không có họ lỗi, thôi mình đừng có móc nữa, mình tập trung những cái chức năng chính mà nó có lỗi, móc vô thế nào cũng ra lỗi. Em hiểu không? Hiểu 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 cái nguyên lý này không? Cho nên là để mình gọi là giảm bớt cái effort của mình thôi. Đó, cho nên là thấy chức năng chính nào có lỗi, một hai lỗi, tập trung vô, focus vô, móc nó ra. Thì thế nào nó cũng có lỗi nữa, thì thường lỗi nó sẽ được tập trung. Ông bà nó đã nói như vậy rồi, thôi mình nghe theo ha, giờ mình chứng minh sai cũng không được, đó là nguyên lý rồi, principle của nó rồi. Rồi tiếp tục cái thứ năm đó là nghịch lý thuốc trừ sâu. Mình giải thích ha, nghịch lý thuốc trừ sâu là Bethesda paradox, giải thích ha. Thường á, ví dụ chúng ta thấy á, một cái loại thuốc trừ sâu mà để diệt côn trùng á, mà diệt đi diệt lại hoài thì có phải là côn trùng nó sẽ kháng thuốc không, không còn hiệu quả nữa. Thì tương tự đối với bộ test case cũng vậy, mà chúng ta cứ dùng nó lặp đi lặp lại hoài á, mà chúng ta không review, không đổi mới thì sẽ không tìm ra lỗi, đúng không? Để đối phó với trường hợp này thì chúng ta có kỹ thuật test thứ ba mà chúng ta thường nghe, đó là ad hoc testing. Nãy mình nghe regression testing, sanity testing và cái thứ ba gọi là ad hoc testing, thì chị sẽ cover vô. Thì ad hoc testing nó sẽ làm gì? Thường á, nó sẽ dựa vào kinh nghiệm của người test, giống như họ có kinh nghiệm về cái domain đó, họ có kinh nghiệm về sử dụng cái phần mềm kế toán. Ví dụ giả sử một tester mà hiểu biết về kế toán đi ha, thì họ sẽ sử dụng, họ sẽ test mà không theo kịch bản test case, tại vì cái test case này á, nó cứ lặp đi lặp lại rồi không có kiểu không có tìm ra bug nữa, thì họ sẽ đi sai kịch bản, đi theo cái kinh nghiệm của họ. Ừ, ta thấy tập trung như thế này nó sẽ ra bug, thì khi mà họ họ test dựa theo kinh nghiệm của họ, đi sai một bước, đi sai các nhiều bước, hoặc là đi random các bước ra lỗi, ok, ra lỗi thì họ sẽ convert cái lỗi đó đó sang test case. Tức là có phải mình bổ sung test case mới không, mà cái test case đó nó test ra lỗi. Sau khi mà developer nó fix cái lỗi đó rồi, thì chúng ta sẽ có một cái, mình convert cái bug đó ra test case, tức là mình đi bước 1, bước 2, bước 3. Không theo những cái test case cũ thì nó sẽ ra bug ha. Thì lần sau mình sẽ cover cái test case đó, nếu như đi theo những cái bước đó nó không ra bug nữa thì ok là cái bug đó là fix.
thì mình đi theo đường khác, đó là ad hoc testing, dựa theo cái kinh nghiệm test của mình, dựa theo cái mình hiểu biết về cái knowledge domain đó như thế nào. Đó, mình sẽ xoáy vô cái gọi là lỗi thường được tập trung em ạ. À. Ví dụ như là 20% các chức năng chính thì sẽ 80% lỗi được tìm thấy ở đó. Nhưng mà mình sẽ vẫn focus vô chức năng chính nhưng mà không đi theo test case, mình đi theo cái đường dòng hay là đi theo cái chọt chẹt gì đó. Đó là dựa theo kinh nghiệm của tester, và kinh nghiệm đó sẽ được tích lũy về thời gian, không sao hết. Cái nguyên lý thứ sáu, nguyên lý thứ sáu đó chính là kiểm thử phụ thuộc vào hoàn cảnh, ngữ cảnh. Như thế này nè, có phải là khi mà em test ABI á, thì em sẽ sử dụng test case nó khác với trên web đúng không? Khi mà em sử dụng test case trên web thì chắc chắn nó sẽ khác trên mobile rồi. Đó cho nên là em không thể áp dụng một bộ test case em viết mà cho ABI, cho mobile hoặc là cho web. Cho nên chúng ta sẽ có ba bộ test case khác nhau nếu như chúng ta có mobile hoặc web. Tại vì ABI là luôn luôn có nha. ABI với lại web nếu chúng ta làm web, hoặc ABI với lại mobile nếu chúng ta phát triển trên app. Đó, luôn luôn có ABI. Thì đối với những ngữ cảnh test khác nhau thì em phải sử dụng bộ khác nhau, không dùng một bộ, một bộ là sai bét tè le. Rồi, quan niệm sai lầm về việc hết lỗi. Như quay lại nguyên lý thứ nhất, dở sai thì chúng ta dở sai, dở không bao giờ sai. Nếu dở sai thì hãy coi lại nguyên lý thứ nhất cũng như vậy. Phần mềm luôn có lỗi. Thì cái thứ bảy á, là quan niệm sai lầm về việc hết lỗi. Tức là khi mà chúng ta test mà nó không có lỗi nữa em, chúng ta test không có lỗi nữa thì chúng ta phải review lại. Thứ nhất là review cái bộ test case, đúng không? Bộ test case của chúng ta đã đáp ứng được chưa? Chúng ta có update đổi mới gì hay không? Chúng ta nên test ad hoc để bổ sung test case. Hoặc là chúng ta mà khi mà test mà chúng ta không thấy lỗi á, thì chúng ta coi lại cái kỹ thuật test của mình đã cover những cái nào, đã đào sâu, đã móc vô chưa. Chứ phần mềm luôn có lỗi bởi vì chúng ta không phát hiện ra thôi. Không bao giờ hết lỗi nhé. Cho nên là chúng ta có quan niệm sai lầm là phần mềm hết lỗi. Không hết lỗi. Đó đến là những cái nguyên lý của software testing mà chúng ta phải nhớ để khi chúng ta test. Rồi. Sau cái nguyên lý này chúng ta đến phần cuối cùng là testing trong Agile model hoặc là những app, những cái project mà áp dụng cái Agile. Lúc ở bên lớp BA thì chị đã giới thiệu sơ qua về cái mô hình Agile, rồi là mô hình có tính chất lặp lại ha. Nó lặp lại và nó chia từng cục nhỏ để nó làm. Và sau mỗi cái sprint đó, chúng ta sẽ hoàn thành một cái cục gì đó mà do chúng ta bàn từ trước, hoàn thành cục function hay hoàn thành cục function dưới logout, tức là một cái cục nhỏ mà chúng ta có thể release được để chúng ta release ra, tức là chúng ta launch, em thấy một mũi tên mặc một cái màu vàng, launch, release ra cái kết quả của chúng ta. Đối với từng cái screen chúng ta thấy màu đỏ là plan ha. Plan là chúng ta sẽ lấy từ backlog. Trong screen này chúng ta sẽ làm bao nhiêu function như thế nào, rồi sau đó chúng ta design ha. Chúng ta design kiểu cái test của chúng ta. À không, design ở đây chính là cho cả nguyên cả team á, họ design công việc của họ, mình cũng phải design cái test case mình cũng viết á. Design là chung. Thế nên là đối với developer thì họ làm gì, đối với BA thì họ làm gì, đối với tester họ làm gì, chung design cho mỗi công việc của mỗi người. Sau đó là build, tức là developer nó làm xong, nó build cái bản build cho mình ha, thì mình test. Ok chưa? Mình test là tại vì trong cái lúc design này nè em, là mình đã viết test case cho cái chức năng đó rồi, đúng không? Xong rồi sau khi mà developer nó build thì mình test xong mình review lại thì có phải là sau đó là mình launch, đúng không?
release cái sản phẩm của mình ra. Thì có phải Stream 2 á, nó cũng làm y như vậy trên cái kế thừa cái Stream 1 như thế này ha, như thế này. Có phải là khi mà Stream 1 ha, nó làm chức năng chức năng 1 đi ha. Chức năng login đi. Thì có phải là tester chúng mình làm gì? Tester chúng mình làm nó có phải là viết test case đúng không? Chạy test case, test chức năng đó, rồi hết bug, nếu mà có bug thì hối developer làm test lại, review lại hết bug, release ra. Sang Stream 2. Ok. Stream 2 ha, nó phát triển chức năng thứ hai. Developer có tester có test lại chức năng của Stream 1 không? Có nhé. Chúng ta test lại chức năng của Stream 1. Rồi chúng ta develop cái test case cho chức năng mới. Tại bởi vì có chức năng mới thì nó mới gọi là phát triển cái sản phẩm. Chứ chúng ta cứ test đi test lại cái sản phẩm cũ, cái chức năng cũ thì chúng ta không có phát triển được sản phẩm lên đúng không? Phải có phải phát triển chức năng mới. Thì phát triển chức năng mới, công việc của tester là gì? Design test khay mới, blend test planning đó. Chúng ta coi thử test như thế nào, xác định test ra sao, môi trường nào, rồi những chức năng là gì đó. Rồi sau khi đã xong rồi chúng ta viết test case, rồi chúng ta review chức năng mới, đồng thời chúng ta review chức năng cũ nữa nhé. Version 3 phát triển chức năng thứ ba cũng y như vậy, nhưng mà test luôn hai cái chức năng của Stream 1, Stream 2. Mà ví dụ như tới chức Stream 10 cái là coi như đau đầu ha. Thì đó là mô hình của Agile, và mô hình Agile này á nó đáp ứng nhanh cái yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên tester rất mệt mỏi nhé, tester rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Chưa kể em thấy không, cái mỗi Stream đó, nếu mà áp dụng mô hình Scrum á, thì em chỉ có 2 tuần, tức là 5 ngày làm việc mỗi tuần để test. Thì thường đầu Stream á, là developer họ họ sẽ phát triển chức năng mới mà mình không có chức năng mới để mình test, thì mình sẽ review chức năng cũ ha. Review chức năng cũ ở đây có bằng nhiều cách. Ví dụ như nếu mà em là manual tester thì em thực hiện bằng tay, em chạy khoảng 40 test case lại ha. Còn nếu như mà em là biết về automation thì em develop 40 test case đó qua test strip. Thì sau khi Stream 3 em chỉ cần bấm chạy lại thôi, em không có test lại. Em dành thời gian, em viết script, em dành thời gian em nghiên cứu ở chức năng mới. Là cái requirement analysis đó. Tại vì với mỗi cái Stream em phải đi hết những cái step này ha. Đi hết những cái step này với mỗi Stream nha. Với mỗi Stream em phải đi hết những step này, phân tích requirement, chuẩn bị test plan, rồi viết test case, test environment, rồi test execution đó, nhiều thứ mà em chỉ làm trong vòng 10 ngày. Mà em còn phải cover những cái Stream trước nha. Thì lúc này á là đối với trong mô hình Agile thì automation cực kỳ có lợi luôn. Tại vì xong mỗi Stream nha, em phải bắt buộc phải xong. À, đó là chưa kể chị nói là thằng developer á, ví dụ như nha, 10 ngày nó có 10 ngày, mình cũng có 10 ngày. Mà ví dụ tới ngày thứ 9 nó xong hết mấy chức năng, còn một ngày em test kịp không? Không kịp. Đó chính là cái lý do mà conflict, mà chửi hoài không được. Em hỏi nè, chị hỏi em nào, với một cái team, một tester 3 người, developer là chuẩn ha, một tester 3 người developer, có phải là thằng developer nó làm cho 9 ngày đi, làm 9 ngày, 3 người làm 9 ngày, em phải test lại 3 người đó, mà 3 phần của người đó mà nó xong một lượt vào ngày thứ 9 rồi xong á, là em phải test lại. Mà chưa kể nó interray, ba thằng nó interray vô, nó rối một nùi, không ai
Ví dụ như một thằng thì nó chạy như ba thằng, nó nói nùi xong em feedback về. Em feedback về xong viết không kịp, không release screen, cái hỏi là tại vì test nó không kịp cho nên là fit nó không kịp. Xong rồi tester bảo test không kịp là bởi vì tới ngày cuối mới release. Đó, cho nên là làm mô hình screen chạy rất là cuốn. Và như thế này nè, tại vì như thế này, nếu mà developer nó xong từ lúc 5 ngày, 5 ngày ha, thì có phải 5 ngày sau nó ngồi nó chơi, nó chờ mình test có lỗi nó mới mới fix, còn không thôi nó ngồi nó chơi không? Thì những người mà trong dự án thì sẽ không không có để điều đó xảy ra, bởi vì mất effort. Ai mà một developer cho nó chơi 5 ngày trả tiền 10 ngày thấy cũng kỳ đúng không? Mà tới ngày thứ 9 đó mới được mấy đứa nó mới release hết mà mình thấy không kịp, mình OT mình cũng vắt chân lên chạy. Rất mệt mỏi luôn, là mô hình agile rất mệt mỏi cho tester. Tại vì á developer nó có 10 ngày, mình không trách nó được, tại vì nó hoàn thành sớm trước thời hạn mà. Nhưng mà có một cách là ví dụ như bây giờ kiểu là nó sẽ ví dụ như nó sẽ kiểu sẽ có những cái chức năng ha. Chức năng này mà làm trước đi ha, làm trước để ta test xong mà làm cái chức năng này, chứ đừng có để mà sàng qua sàng lại không có ra chức năng nào với chức năng nào á, thì tới cuối cùng test không 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 kịp đó. Cho nên là ở trong cái mô hình Agile với Scrum này nè, thì mình sẽ linh động là mình sẽ kêu developer họ làm những cái task mà nào mà độc lập có khả năng làm trước á, làm trước cho mình test, làm 2 3 ngày đầu xong một task, cái 2 3 ngày sau tới thằng thứ hai xong, rồi 2 3 ngày sau tới người thứ ba xong. Đó là cái khả năng làm việc của tester, mình communicate, mình dụ nó như thế nào đó cho công việc của mình trôi chảy, chứ mình ngồi im 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 thì họ cũng im im, họ làm tới cuối sprint á thì họ đưa cho mình là mình OT đấy. Thật sự là mình phải OT, bởi vì cái bản release mà cuối sprint á, mình là tester mình phải đảm bảo là nó không còn bug. Mình test không kịp là có khả năng còn bug, không phải là không còn bug nha, ít bug nhất có thể, không có những cái bug nó stupid quá nó kiểu trời ơi mình chức năng login mà login không được sao mà làm những chức năng khác kiểu như vậy đó. Cho nên là không có những chức năng nó stupid quá, nó ít bug càng tốt. Thì chúng ta khi mà làm trong cái mô hình Agile với Scrum này, chúng ta nên linh động, chia test ra, chia chia nhỏ ra, phần nào 2 3 ngày trước thì ai phải xong để cho tôi test nữa, chứ cuối ngày mà ba người xúm lại ăn hiếp thì mình không test được vậy thôi. Đó là những cái lưu ý mà testing trong Agile. Mà khổ nỗi trời, 100% công ty software đều ứng dụng mô hình này, tester vắt giò lên chạy không kịp luôn. Cho nên đó là lý do vì sao mà cứ tester là OT suốt. Rồi. Rồi đó là kết thúc buổi học hôm nay. Mọi người có muốn hỏi cái gì chị không? Rồi, hỏi đi. Chị ơi. Ơi, em hỏi đi. Hỏi là nếu mà lỗi vào cái phần mềm nào cũng lỗi đúng không ạ? Vậy làm thế nào mà phân biệt được lỗi này cần report cho developer, hoặc lỗi này là mình không cần report hay tất cả report? Thế này, khi mà ở ở trong bài report bug á nha, trong bài report bug mà chị sẽ dạy vào lesson 5 á, thì như thế này, mình sẽ đánh trọng số của những cái bug đó, tức là mình sẽ phân tích cái bug nữa nha em, tức là khi mà có bug là đều report hết. Tuy nhiên á, bug nhỏ bug lớn gì cũng report hết. Tuy nhiên mình sẽ đánh giá là cái bug đó, cái độ impact của nó sẽ có hai 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 phần để impact. Thứ nhất là cái mức độ impact của cái bug đó nó có đủ lớn hay không, đủ rộng hay không. Tại vì những cái mức độ impact á, thì ví dụ như RAS hệ thống đi, nó impact hết tất cả những cái lỗi khác thì chúng ta phải fix. Còn ví dụ em thấy cái bug nhỏ, ví dụ như sai phông chính tả vẫn report đó,
nhưng mà cái độ impact nó không có, nó chỉ ở trên cái cục đó thôi, và cái priority của nó, tức là mức độ ưu tiên để fix đó, nó cũng không cao. Mình sẽ có hai, mình khi mà report bug mình sẽ có hai mức độ để đánh giá. Cái thứ nhất là mức độ impact của cái con bug đó, và cái thứ hai là mức độ ưu tiên để fix cái con bug đó. Rồi, chị sẽ cover rõ ràng trong để một con bug vậy đó cho mọi người đánh giá. Thì mà khi nào mà khi mà mình report bug cho developer và CC product manager, do những người có tiếng nói vô, thì họ sẽ thấy được những cái con bug đó, họ sẽ bàn là đối với những cái con bug này mình đánh trọng số là impact là high, em critical đi ha, mức độ impact là critical đi, thì họ sẽ coi những con bug đó trước. Họ thấy cái con bug này đúng thật sự là impact critical nè, thì họ móc ra họ sửa trước. Tuy nhiên ví dụ những con bug mà em đánh sai trọng số thì sẽ gây kiểu gây lãng phí cho họ, là gây mức độ ưu tiên cho cái con bug đó, thì người ta sẽ tốn thời gian để phân tích lại. Thì đó là lý do vì sao mà sẽ có cái buổi là bug triad meeting. Bug triad meeting có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với những cái con bug tồn đọng, ví dụ như là đối với những con bug mà giống như em phát hiện những cái con bug mà gọi là critical đi ha, thì phải fix trước đúng không? Đối với những con bug mà nó ít critical hơn á thì người ta sẽ để lại, tại vì dựa vào sự đánh trọng số của em á, đánh trọng số con bug của em á thì họ sẽ bớt critical hơn. Thì có những buổi mình meeting á với PM, với developer, mình sẽ giải thích vì sao là cái này critical, cái này high, cái nào cái này medium hoặc là cái này low. Thì lúc đó là mình sẽ giải thích lại, rồi mình sẽ đánh lại cái này tôi thấy nó high nhưng mà thật ra bây giờ nếu mà phân tích ra nó là critical đó. Khi mình sẽ đánh trọng số lại trong những buổi trà meeting có những người kể team với nhau và họ sẽ đồng ý, thì khi mà họ đồng ý thì họ móc con bắt nó ra họ sửa. Vâng, em cảm ơn ạ, em hiểu rồi ạ. Ok, tức là mình phải phân tích con bắt đó trước và mình đánh trọng số đó trước nha. Đó là tester là phải phân tích bug nữa. Rồi, ai hỏi câu hỏi gì nữa không? Ok, với ngôn ngôn lập trình ha. Chị sẽ giải thích cái câu này. Thường á thì ví dụ như thế này nè, khi mà họ tuyển tester á, thì họ sẽ tuyển rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, nó tùy thuộc vào cái đội dev họ sử dụng ngôn ngữ gì để làm gì, để mình nhờ support từ đội dev, tại vì đội dev nó dev tốt hơn mình. Ví dụ như thế này ha, công ty đó sử dụng Java thì cái đội tester thường thì họ sẽ chọn là Selenium với Java. Nếu công ty đó mà sử dụng .NET em thì họ cũng yêu cầu tester biết Selenium với .NET. Nếu mà công ty đó viết Java Rip á thì họ sẽ yêu cầu tester biết framework, ví dụ như Commit với lại Java Rip đó. Tuy nhiên nếu mà mình học á, tuy nhiên nếu mà những cái công ty mà ví dụ như họ có cái đội automation rất là good á, thì cho dù á là dev á nó sử dụng .NET thì automation mình sử dụng Selenium với Java vẫn ok nếu như mà mình không cần support từ họ. Tức là thường thì họ yêu cầu là gần giống với cái ngôn ngữ lập trình của bên dev, để có gì nếu mà những cái test case mình không biết lập trình á thì mình gọi dev nó qua nó chỉ cho mình xíu để nhờ support từ họ. Còn thường á ở trên thị trường á họ dùng Selenium với Java để họ làm automation test.
Vì sao họ dụng Selenium với Java? Bởi vì thứ nhất nó free, cộng đồng người người sử dụng người ta nhiều quá, cho nên mình có gì mình support, mình nhờ support mình hỏi là họ chỉ. Tức là cộng đồng trên thế giới người ta sử dụng Selenium với Java rất nhiều, cho nên nếu mà mình mà bí mình sợ là nó ra. Cho nên là đối với automation mà trong cái khóa tester của SysOps hay Mentor Me nè, mentor chỉ cho các em á, sẽ chỉ cho các em trên Selenium với Java nhé, bởi vì cộng đồng nó rất là nhiều. Nếu mà em bí thì có thể lên mạng search là nó ra, và nhiều công ty ở Việt Nam cũng yêu cầu automation Selenium với Java. Tuy nhiên cũng có một số công ty nó yêu cầu khác, ví dụ như là .NET hoặc là JavaScript. Tuy nhiên thì mình học Java trước đi ha, thì sau khi mình chuyển qua .NET hoặc là JavaScript thì nó cũng dễ, bởi vì các ngôn ngữ lập trình á nó giống nhau tới 90%. Thì khi mà vô công ty, ví dụ như bây giờ em biết Java với Selenium, em vô công ty em nói là em đã có kinh nghiệm làm automation với Java với Selenium rồi, còn công ty yêu cầu .NET thì em tìm hiểu thêm một chút vậy thôi, họ cũng ok. Rồi, mình focus vô Selenium với Java ha, bởi vì nó free, cộng đồng nó rất là nhiều. Mình bí là mình hỏi là nó ra ngay. Ok. À còn lương. Focus on lương. Với những bạn mà manual á thì có thể là thấp hơn developer một chút. Tuy nhiên nếu mà biết thêm automation á thì không thua gì dev đâu nhé. Cho nên là lương cũng cũng xem với nhau. Tầm 90 90% 80% so với dev. Cùng level ha, cùng level, ví dụ như chứ chứ mà ví dụ như mình mới vô mà so với dev senior thì không được. Không được ha. Ví dụ như là level fresher với dev với lại tester thì đứa 10 triệu, đứa 8-9 triệu kiểu vậy á. Nó cũng xem với nhau. Rồi, ai hỏi gì nữa không? Nếu mà không hỏi thì mình kết thúc buổi học tại đây, và bữa sau mình vô là mình thực hành luôn ha. Thực hành là lesson 2 là mình phân tích requirement rồi mình làm luôn ha. Tại vì tester chủ yếu là kinh nghiệm nhiều. Chứ em lên trên mạng em đọc lý thuyết không hiểu. Đọc lý thuyết nó cũng nói như vậy, nhưng mà thực hành thì nó hơi khác lý thuyết. Kiểu mình không, lý thuyết nó hơi general quá, cho nên là vừa vô thực hành vừa nói lý thuyết luôn thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Ok, nếu mà không hiểu chị mình kết thúc buổi học tại đây nhé. Ok không mọi người?